xa mênh mông sống về nơi đồi cao bay mây trắng một vòng đây nói cho Việt Nam bao la đất trời quê hương xanh ngời giờ tay đón nắng mai đổi rộng mát bao nhiêu con người chung tay xây đời niềm tin nơi một Việt Nam khác ơi Việt Nam ơi Việt Nam ơi tràng pháo tay được lớn được không ạ? Vâng ạ, cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Anh MC ơi. ý là muốn nói gì nữa? Giới thiệu luôn em, giới thiệu bài tiếp theo luôn. Bây giờ nè, bây giờ mình làm ca sĩ rồi, bây giờ mình làm MC nè. Dạ. Đứng đây, đứng đây. Đứng đây. Có làm MC nào giờ chưa? Dạ cũng sương sương. Vậy thôi làm đi. Thôi. Nè, mẹ giới thiệu tiết mục tiếp theo đi. Để mốt coi biết đâu thành đoàn ngắm nghía đồ chứ. Ủa, vậy em giới thiệu luôn hả? Đúng rồi, tiết mục số 13. Vâng ạ, và sau đây xin mời tiết mục số 13 do đơn vị Tân Bình Hiệp với ca khúc bài ca Phú Yên do Nguyễn Duy Phong trình bày ạ. Còn khúc đã chưa kêu vỗ tay, vỗ tay. Gì nữa anh? Còn khúc cuối chịu vỗ tay á. Một tràng pháo tay thật lớn như vậy được không ạ? Dạ. Yeah. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tiết mục tiếp theo ạ. Xin được cảm ơn. Rồi hết giờ, vô. Kéo gì ở bàn chung nha.